Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục cái series các trò chơi, hôm nay tôi lại nghĩ ra một map mới cho anh em chơi. Map hôm nay có cả lấn sức khỏe lấn sự khéo léo nhé các bạn. Rồi trò đầu tiên, các bạn đã đi qua cầu khỉ và cầm cái quả bóng này, không làm sao không cho để cho quả bóng rơi nhé các bạn. Rồi tiếp tục trò thứ hai. Đây các bạn phải đứng ở đây kéo cho làm sao cái bao này nó lên thịt lóc à. Không được quá bao ra đây nhá. Kéo làm sao cho cái bao này kịch lắm. Và trò thứ ba, Chói tay lại, di chuyển quả bóng bằng đầu này về đến cổng như thế này. Đấy lại rồi. Cắm vào cũng được à? Cho làm sao bóng nó về đến cổng em tới đích. Và đến đây tới đích nhé các bạn. Rồi, đấy là trò thứ ba. Đây, trò thứ tư các bạn. Chào, lên, đặt tay lên cái dây thừng kia. Đặt tay lên cái dây thừng đây là tới nhá các bạn. Rồi, trò thứ tư. Đơn giản, rồi tiếp tục. Trò thứ năm các bạn ạ. Được đấy, được đấy. Trò thứ năm. Các bạn trò thứ năm là một chậu nước và rất nhiều cát. Và trong đây có một hòn bi. Các bạn làm thế nào phải tìm được một hòn bi thôi. Đây phải bi không? Đây không phải bi, đây là hòn đá. Mò à? Mò à? Hòn bi tròn tròn đấy các bạn, hòn bi mắt mèo ấy các bạn có biết không? Thế rồi video, đấy. Video này phải 2 tiếng thật. Mát chơi đơn giản như thế rồi. Mọi người hiểu chưa? Rồi, rồi. Chắc cái này cưới chắc chỉ hơn phút là xong thật. Hiểu chưa mọi người? Rồi, hiểu hết rồi. Rồi hiểu rồi, đây bắt đầu chơi. Giờ bác cứ khoảng 2 vòng chìm xuống tận dưới đố thấy. Rồi mọi người hiểu mát chơi chưa? Rồi, rồi. Sao? Ngắm mát này có. Các bạn ơi, mát này tôi nghĩ bác ngọt lại nhất rồi. Để cho bác ngọt chơi trước. Không, cái này mát là cứ để côn cả lắm tôi các cả này gần 2 phút. Cứ mỗi đoạn tìm bi là hơi khó đấy các bạn. Các khác thì mò kim lấy bẻ đâu. Cát nó dày này, nước nó thế này. Nhưng mà rồi. Vinh ngắm ăn được không? Em thì chắc không chắc được. Khó lắm các bạn. Được, đi qua này theo em mất 2 tiếng. À 2 phút. Thôi 2 phút. Thôi cứ khỏi cố gắng em ạ. Ừ, cố gắng thôi. Phần thưởng thế nào để anh em cố gắng được nhá. Ừ được rồi. Thôi phần thưởng như chơi thì không thì làm gì có tiền. Vay đi, vay sáng là vay phong đi. Vay đi. Phần thưởng. Phần thưởng 1 triệu đồng đi. Các bạn cho hẳn phần thưởng 5 triệu hả? Rồi, nói bốc quét đi. Rồi thật, thôi chơi có phần thưởng, không có phần thưởng mọi người chơi không hết sức các bạn ạ. Rồi, phần thưởng 1 triệu người thắng cuộc nhá. Ok đấy, chơi chứ. Tính thời gian đi hả? Tính thời gian. Ok, con chơi chơi. Quen map chơi chơi đi. Rồi, tôi là người chơi trước nhá. Thua có cắn đầu xuống cát à? Có thưởng phải có phạt đúng không? Bốn người chơi, hai người bị cắm đầu xuống cái cát kìa nhá. Rồi, cái thùng mò bi ấy. Rồi, nhảy xuống bơi luôn, chui vào xong đấy bơi luôn. Ơi, điện thoại bấm giờ. Ta trọng tài mà cứ quanh quẩn. Sao anh không mà không cần ấy mà chưa được. Các bạn ơi, khá là khó khăn đấy, không đơn giản đâu. Thế là 5 trò à? Tôi phải cố gắng 2 phút đổ lại. Mỗi trò 2 phút. Mỗi trò 2 phút. Được chưa? Rồi. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Cái này chắc phải cô cứ phải bấm vào. Rồi. Nghiêng vào mồm. Các bạn ơi, rớt xuống là phải quay lại vị trí xuất phát nhá. Rồi, cố lên. Cố lên, cô này gần 1 phút rồi. Từ từ thôi. Đấy, từ từ thôi. Rồi. Rồi đây. Cái này phải chơi. Khó phết đấy. Rồi. 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 Nhanh rồi. 30 giây. Ok. Rồi, rơi lại. Này khả năng tới tối thật. Cứ bình tĩnh thôi anh ạ. Bình tĩnh thôi. À đây. Rồi. Okay. Bây giờ trò thứ hai. Đứng không được quá vạch này nhá. Ok ok. Đứng xa ra cũng được. Này. Rồi qua thì con qua thôi. Qua được có tính không? Qua rồi. Được. Không được qua quá. À, chói tay à? Cái này bảo chói tay nhưng mà giờ không cần chói, mình cứ chắp thế này. Ừ, ok. Rồi bóng lăn luôn luôn rồi. Để có qua. Rồi.
sofa anh có để à sofa ấy. Tạm phải dây thừng nhá. Rồi. Anh côn trở nhanh lắm. Bao nhiêu phút rồi? Rồi. Ui. Ra đến trò cuối cùng, trò thứ năm mò bi cho húng này. Cho húng này là rất nhiều cát nhá. Hố cát. Là đố mò anh côn ạ. Có mò bi đấy bẻ. Ừ. Mò kim. Mò kim đấy bẻ. Chốc nữa bắt Vinh mò xe chú ý buồn cười cơ. Vạt lên để nhìn được. Giống như tối nhìn, rồi. Vì nó xoáy lại thì có nhìn thấy gì đâu. Đây ơi. Đây rồi, lần này thật rồi. Bạn ơi. Đã thế hẳn mì nhá. 2 phút 24 giây. 2 phút 24 giây. Cái trò này thì không mệt lắm. Rồi. Cái này khéo bác ngoặt lại nhất rồi. 2 phút 24 giây nhá, nhớ của tôi 2 phút 24 giây. Đi vào okay. Bây giờ đến tôi nhá, tôi sẽ chỉ chưa đến 2 phút rồi. 1 phút rưỡi là căng. Vâng. Phút 24. Rồi. Vừa đến tôi hoàn thành đấy là 2 phút 24 giây nhá các bạn nhá. Ok. Rồi. Rồi tôi mục tiêu của tôi là phải vươn qua kỷ lục của cô nhé, còn Vinh thì mới sáng thì thôi. Không nói không phải thi thật. Còn cái này thì tôi thấy mọi người đi hơi khó, tôi thì lại phát một thật. Ăn chặt rồi. Cùng lắm còn đi lại 5 lần thôi. Mới đầu mục tiêu của tôi là không đến 2 phút mà cuối cùng thành tích của tôi là hơn 2 phút các bạn ạ. Vậy là tôi không hoàn thành mục tiêu của tôi đề ra luôn. Rồi nói thế thôi. Rồi giờ đến băng ngoặt. Rồi. Băng ngoặt là khỏe lắm, vừa khỏe vừa khéo luôn. Rồi, chuẩn bị nhá. À chỉ bắt ra nào. Trời đã rơi rồi. Nào. 3 2 1 bắt đầu. Rồi. Ui khó thế. Ăn chắc một bàn mắt rồi. Nhanh nhanh nhanh. Luôn luôn luôn. Rồi. Tới luôn nhanh lắm. Nhanh lắm. Con này của tôi rồi. Ui. Rồi. Ok. Rồi. 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 Nhẹ một cái nữa. Rồi. 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 Quả bóng này là nó tròn thì nó lăn nhanh lên, tôi phải tháo hơi ra để cho méo cho nó lăn đỡ nhanh nha các bạn nhá. Cắt đầu. Rồi. Rồi, nó đây, sắp xong rồi. Cá nữa. Rồi, rồi, tới rồi. Rồi. Nhanh lắm, băng ngoặt thi trò gì cũng nhanh. Nào nhảy lên. Đơn giản mà. Đơn giản thôi. Rồi. Hoàn thành 4 trò rất nhanh chóng các bạn ạ. Giờ là đến mò bi. Bao nhiêu phút rồi? 1 phút 17 giây rồi. 1 phút 17 giây. Cố gắng em vào đây. Ở đây đúng là mò bi đấy bẻ rồi. Trong đây là tôi thả hẳn 2 hòn bi nhá, chứ không phải 1 hòn. Nó vừa lấy tôi 1 hòn xanh, chốc mà người khác lại mò ra hòn khác. Các bạn lại bảo chúng tôi ăn gian. Đúng. Mà rồi. Thực ra tôi thả trong đây 2 hòn bi nhá. Không thấy luôn các bạn ạ. Tôi vứt ở đây rồi. Rồi bắt đầu. 4 phút 09 giây là thua tôi nhé các bạn nhé. Hai hòn sao nào mất được 4 hòn nữa. 4 phút 09 giây. Tôi tính là đúng rồi, như tôi dự đoán là cái chỗ này là hơi khó nhất này. Theo kẻ hên xui các bạn, mãi mò được. Giờ tôi lại thả lại nhé. Thả lại đi. Thả lại tí cho Vinh tìm hò khoảng này rồi. Căn bản cái thùng này tôi để nhiều cát quá các bạn ơi. Nhiều cát quá nên khó mò này. Cát không. Ôi, con này khoáng như thế thì mò sao được. Bây giờ đến lượt Vinh chắc phải tầm 7 phút thôi. Nên thì cháu 10 phút. Nha, Vinh hết xui nó thò tay xuống lại được luôn đi. Không được đâu. Nha, Vinh ơi. Vinh mà vượt qua bác ngọt là anh cho thêm 5 lít. Tôi này kéo nhàng đến 10 phút các bạn. Bác ngọt 4 phút 09, anh 2 phút 24, cố gắng mà vượt đi. Tôi nhàng đến 10 phút rồi các bạn, thôi nữa tôi phải cố gắng các bạn ạ. Cố gắng đi chứ. Không, em cứ nhanh cái này là được. Nhanh như bác ngọt có 5 lít. Ừ, đấy, em 3, 2, 1, đã. Nhưng mà quan trọng ở chỗ này thì em phải làm thế nào để qua được lượt này cơ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy.
Từ từ thôi. Các bạn ơi, khả năng chắc lại phải cử một người giữ các cầu khỉ này cho Vinh nó đi qua. Ui. Vinh nó chỉ cân bằng được chân thôi, còn tay thì chịu. Giờ mà cân bằng tay thì không cân bằng được chân đấy. Cố lên. Ui, Vinh nó chỉ làm được một việc thôi các bạn ạ. Cố lên. Cố cả anh em chưa? Ui. Bác chỉ một tỷ lớn hôm qua là cháu một đầu bác mặt một đầu dưới cầu khỉ này cho Vinh nó đi qua. Được, Vinh cố gắng em. Hay, được rồi. Rồi. Cố lên. Cố lên. À. Đấy. Mình nó khỏe. Mày nhanh thế làm gì? Rồi, cố lên. Đấy. Lên. Rồi. Rồi. Không phải đi. Mạnh nào. Cúi đầu từ sau ấy. Em ơi, đừng chơi đá chân. Đá đâu? Nhanh lắm, Vinh nhanh đấy. Ủa, Vinh lại nhanh rồi. Thế lại chúng ta tìm Vi là nhà phải thắng thật. Rồi, anh ý lượng mạnh nào. Rồi. Nghỉ đi, cái này. Nhanh lên, chảo luôn đi, ăn chặt. Em ơi, nghỉ làm gì, có muốn đấy lắm hít cơm mà nghỉ. Cho bác bạn này. Rồi, cái này thôi, không lấy được à. Dậy lên, bá màu. Cứ thả đi em ạ. Còn tận 4 phút mà em. Tốt. Được, thoải mái đi. Bám chân lên đấy, bám chân, kẹp chân lên đấy. Kẹp chân lên đấy. À. Vinh nhanh nhưng khỏi nó được không đâu. Rồi. Rồi. Từ từ nữa. Rồi, ra tìm đi, ra tìm đi đi. Cái này là vượt côn thì thật. Cố lên. Lại vèo cái thấy Vi luôn. Ui, thế này vượt côn rồi. Chưa chắc đâu. Thấy rồi. Còn 2 phút rồi. Thế tưởng thấy rồi thật. Đấy con này. Nó bị cũng phải đấy. Em ơi, giờ em phải lội xuống. Cố lên. Lội hẳn vào trong. Đổ ra. Ngu vậy. Đổ ra gì vậy? Có cần anh lấy kính bơi không? Không. Ôi, cả thế này. Nhiều cát thế đang nhiều cát thế rồi. 2 phút 20 giây. Cố gắng vượt qua bước ngoặt để lấy 5 lít của anh Côn nhé. À, tôi chưa cho nhiều cát quá. Ôi, đây rồi. Đây rồi. Thật cơm. Nhiều. Bây giờ các bạn ạ. 5 phút 10 giây. 5 phút 10 giây. Thế là không được 5 lít rồi anh rồi nha. Rồi. 5 phút 10 giây thế. Vẫn vượt qua sáng đi đâu. Không, sáng nhanh đấy. Thôi, người chỉ thắng rồi nhá. Không muốn tôi à? Không nhanh đâu. Sáng thể lực yếu. Rồi, Phong ghi là 5 phút 10 giây. Đẻn thế, tưởng ăn chặt tưởng không ăn được các bạn ạ. Mấy cái chuyện này tôi cũng nhanh mà. Ăn là 500 của anh đâu dễ đâu. Rồi giờ vứt xuống đây rồi đến lượt thi cuối cùng ở sáng nhá. Vứt đấy đẩy lên. Đố tìm thôi. Rồi người cuối cùng sẽ là sáng thi đấu nhá. Vì Phong đau chân, Phong vẫn chưa thi đấu được. Sáng cố gắng lên. Vinh là người bị úp mặt vào đấy rồi. Cái bao cát kia rồi đấy. Cứ không ý cứ trên con ngọt tí được thì anh với em úp được. Không, tôi cố gắng về nhì. À không, cố gắng về nhất lấy 1 triệu của anh cô. Đúng rồi, về nhất thì lấy 1 triệu. Về thì đỡ phải úp mặt vào rồi. Ấy phải cố gắng lên. Rồi nào, chuẩn bị nào, bấm giờ sẵn sàng chưa? Một hai chưa? Rồi bắt đầu. Không. Rồi. nhanh lên. Rồi cố gắng lên. Rồi nào, cố lên. Mặt các bạn lên nhịp một thôi. Lên. Đấy. Rồi đấy. Lên nhịp một thế. Hơi ạ. Cố lên. Lên, cố lên thôi. Rồi. Lên. Lên giữ lại, giờ lại lên. Đây. Đây. Rồi mà. Rồi. Ôi, cố lên sáng ơi.
Rồi. Người mệt đi, em vẫn đi anh hả? Chơi thế hả? Bằng em à? Thế này vẫn cho chân ở đây bằng em à? Nhảy luôn lên. À, này. Rồi. À, đơn giản mà. Dạ vào dây thừng nha. Rồi, ngã này. Rồi, dạ dây thừng rồi. Này. Cố lên. À, nhanh. Nhân. Bây giờ mới phút 40 giây. Cái trò này là không mất sức nhất này các bạn à. Đây nhưng mà lâu, lâu khó tìm. Cái này hên xui nhá các bạn. Thổi bên cho bi lăn. Bên đâu bi lỗi nhỉ? Bi lỗi lên đấy. Đúng rồi. Cố lên. Thổi ra đây đi cho bi lăn đi sáng mò được. Cố gắng đi sáng đi. Bia. Sáng bảo vượt tôi để lấy phần thưởng nhưng mà không được rồi. Không được rồi. Giờ chỉ cố gắng là vượt qua bắc ngoặt để đỡ bị phạt thôi. Hai phút 20 giây. Rồi. Đi thở mạnh đi. Thở gấp thế. Sáng trước kia có đi mò chai mò ốc thì không? Sáng này không. Mò cua chưa? Mọc Vinh cua. Có bao giờ mò cua mò ốc Vinh mò cua mò ốc phải hơn nè. Em ngày xưa em mò ốc mò cua mà cứng suốt. Vinh chỉ móc cua thôi. Móc phải móc cua suốt rồi. Sáng thấy đấy, giờ vào đấy. Hai viên rồi. Đấy. Thấy hai viên nó đẳng cấp nhỉ? Hai viên là đẳng cấp luôn. Rồi. Mò một viên cứ để đấy, mò được hai viên nó đẳng cấp luôn rồi. Hôm nay tôi tả hai viên nó ba người mò đều được viên xanh chưa tới viên trắng nhé. Viên trắng nó con hơn một viên tí. Viên kia bé hơn đi kiểu viên sỏi to hơn viên sỏi tí mà nó tròn. Viên kia em sợ nó lỗi lên không biết đấy. Viên kia là viên trắng màu trắng mà nó nhỏ hơn cả viên màu xanh đấy. Ừ, nhỏ hơn nó khó tìm hơn. Ừ, chốc đúng. Tôi sẽ đổ ra cho các bạn 3 coi. 3 phút 12 giây. Khó phết nhỉ. Khó chứ cái này là khó rồi. Thế bảo cái mấy cái kia. Mấy cái kia đúng ra mấy cái kia nó nhanh mà các bạn ạ. Chủ yếu là mấy cái này là chỗ này này. Gần 4 phút. Cứ lên. Chưa. 3 phút 5 giây rồi. 3 phút 32 giây rồi. Cố lên sáng đi. Cố gắng lên. Thấy chưa? Thấy. Nhảy hẳn người vào. Ngụp vào. Lấy kính bơi không? Hút. Lấy kính bơi không? Rồi, kính bơi. Lấy kính bơi để ngụp vào nhá. Lấy mồm hút lên nước. Nhìn nó nhanh. À, thế là nghe sáng với Vinh bị úp mặt vào đây rồi. Nhiều lắm. 4 phút. 4 phút rồi. Sáng cố gắng lên. Thế mà cái to. Rồi. Thì... Giờ đấy. Hơn bắt ngoặt 2 giây. Các bạn ơi. Hơn bắt ngoặt 2 giây là vẫn thua bắt ngoặt rồi. Bắt ngoặt là 4 giây 04 à? Ừ, 04. Ờ, sáng 4 giây 06. Hơn thế hả? Tôi nhanh hơn mất khoảng 2 giây đâu ra nhanh hơn nữa. Các bạn thấy kịch tính không? Sáng nhanh thì lứa thì không phải úp mặt là tao nước rồi. Ba ngọt vẫn may nhá. Thế không ai được thưởng à? Thế tôi côn tự thưởng côn. Tại tự thưởng tôi lại thưởng tôi. Rồi, giờ hai thằng làm nhiệm vụ đấy. Ngụp à? Ngụp. Thôi, ngụp gì nó thế thôi cho kịch tính đi. Nói thế thôi. Mình ơi, vào trước đi em ơi. Ai bảo thử anh vào đi. Thằng nào sẽ vào em ơi. Anh ngủ đi. Không, cả hai thằng rồi. Thằng Vinh ra đây. Ngồi hẳn xuống. Vinh ra đây. Đây. Ra đây. Bịt mũi vào. Bỏ tay lại ra thấp nó xuống rồi các bạn ơi. Rồi. Hai thằng này bị phạt nhá. Sâu xuống. Vinh ơi, sâu xuống. Thấy thử phong bóng rồi. Ôi thấy được rồi bác ơi. Tưởng bóng rồi. Rồi các bạn ơi, vậy là clip của chúng tôi đã xong nhá. Thì tôi là người thắng cuộc. Vinh với sáng là thua đã bị phạt rồi. Rồi các bạn nếu thấy clip của tôi hay ấy, theo dõi chúng tôi để cho kênh chúng tôi phát triển nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.